Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì như mọi người có thể đọc được ở dưới tiêu đề thì chính là một Sephora Haul. Hôm tháng vừa qua thì ở trên trang web của Sephora cũng như là ngoài cửa hàng thì đã có rất nhiều holiday set, tức là những set mà chỉ có trong thời gian Giáng sinh hoặc là lễ tạ ơn ở bên này thôi. Và những set này thì thường là của những hãng có thể hơi đắt tiền hơn một chút, nhưng mà đến mùa này thì người ta sẽ làm cho những cái sản phẩm đấy nhỏ hơn và gộp lại thành một set để bán trong mùa này. Thường thì mình sẽ không làm những video mà haul về những cái mỹ phẩm như thế này. Tuy nhiên là mình rất muốn làm video này để nếu mọi người có nhu cầu mua quà tặng cho người yêu hoặc là bố mẹ hoặc cho bạn bè mình trong mùa Giáng sinh này hoặc là dịp sinh nhật gì đấy gần đây thôi thì mọi người có thể tham khảo những sản phẩm này, bởi vì cái giá của nó sẽ rẻ hơn mà mọi người có thể mua được nhiều thứ hơn. Và bây giờ thì cùng xem là ở trong cái túi này của mình thì có những thứ gì nhá. Hộp đầu tiên mình có ở đây là về nước hoa, và cái này là Sephora Favorite Bottle Dreams Perfume Sampler. Và ở trong này thì bao gồm 7 loại mini size của những loại nước hoa khác nhau. Một điều đặc biệt đấy là ở trong này thì sẽ có một cái quyển sổ bé bé như thế này mà ở trên này mình đã làm rách một chút rồi. Trong cái quyển sổ này thì người ta sẽ giải thích là ở trong này thì có những loại nước hoa gì, bao gồm những thành phần gì. Và 7 loại sample này thì gồm có Gucci Guilty, Escada Joyful, Elizabeth James Nirvana, màu trắng và màu đen. Ở trong này thì có cả Fresh Life, có Lancome, và cái này là Burberry mùi Crystalline. Mình rất thích cái set này bởi vì sao? Bởi vì nếu người được tặng mà không biết những cái loại nước hoa này, ta hoàn toàn có thể dùng cái quyển sổ này để xem là ở trong này có những thành phần gì. Và một điều đặc biệt ở trong cái set này đấy là sau khi dùng thử 7 cái loại mini size này thì mọi người có thể dùng cái bìa này và mang đến Sephora và đổi lấy một loại full size của một trong những cái loại này. Và cái hộp này thì có giá là 58 đô. Mà theo như mình biết thì full size của cái này chẳng hạn thì đã là 60 đô rồi. Nên nếu mọi người mua cái set này thì hoàn toàn xứng đáng với cả số tiền mà mình bỏ ra. Và những loại này thì là những loại mà đang bán chạy nhất ở Sephora trong thời điểm hiện tại. Nên là nếu mọi người được tặng chẳng hạn hoặc là mua cho bản thân mình thì mình nghĩ ít nhất là người được tặng sẽ thích ít nhất là khoảng từ 5 trong 7 cái này, bởi vì những mùi này mình đều rất là thích. Ví dụ như hai cái mùi này chẳng hạn, là một mùi này mình đã thích từ lâu lắm rồi. Mùi Lancome này cũng cực kỳ yêu. Cái này Gucci này thì nó hơi sang hơn một chút, còn hai cái mùi này thì mình chưa ngửi bao giờ. Nên là mình nghĩ khi mà mua cái set này thì cảm thấy cực kỳ kinh tế và rất đáng đồng tiền. Set tiếp theo mà mình có ở đây, và nếu bạn nào đã follow mình ở trên Instagram thì đã biết set này là set gì rồi. Đây là Sephora Favorite Skip Me More Lip. Và cái này bao gồm tất cả những loại son bán chạy nhất ở trên trang web của Sephora trong năm 2015. Set này thì có giá trị là 59 đô la Mỹ. Ở trong này thì có 15 loại son, bao gồm tất cả từ mini size cho đến full size. Nếu mình nhớ không nhầm thì ở trong này có 4 loại full size, đấy là NARS, Smashbox, Urban Decay và cái son liquid lipstick này. Ở trong này thì bao gồm cả son bóng, son lì đến liquid lipstick. Và những màu ở trong này thì hầu hết đều là những màu rất là dễ dùng, trừ một số màu ví dụ như là màu đỏ đậm, hoặc là màu có một màu nó có một màu Kat Von D này thì nó kiểu giống như là màu đen ấy, nhưng mà nó có hơi ánh đỏ một chút. Thì tất cả những màu này đều là những màu hồng, hoặc là màu cam, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu đỏ đậm, đỏ nhạt, đều rất là dễ dùng cả. Mình đã có ý định làm một video để swatch những loại son này. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại có một tin buồn, đấy là ở trên trang web của Sephora cũng như là ở ngoài cửa hàng thì đã bán hết sạch cái set này. Và mình nghĩ là mọi người sẽ không tìm thấy được ở đâu nữa, trừ khi có người bán lại ở trên mạng. Vì thế nên là mình rất tiếc là cái set này thì bây giờ đã không còn nữa. Mặc dù cái này rất là xứng đáng với cả số tiền mà mình bỏ ra, và những cái màu này thì đều là những màu rất là thích ở trên môi, cũng như là cái màu của nó rất là đẹp. Nếu cái set này có quay trở lại thì ngay lập tức mình sẽ update mọi người trên Facebook nhá. Set thứ ba mình có ở đây là một set của Marc Jacobs. Và cái này là bao gồm 5 thỏi son của bộ sưu tập The Sophia mà loại mini size. Và mọi người biết là son của Marc Jacobs thì đắt như thế nào. Và mình không bao giờ có đủ dũng cảm để mua một thỏi full size của Marc Jacobs bởi vì nó rất là đắt. Nên là khi mình nhìn thấy có một cái set này của Marc Jacobs mà có 5 thỏi và có giá là hơn 40 đô thì mình phải mua ngay lập tức, bởi vì mình rất muốn thử. Và trong video ngày hôm nay thì mình đang dùng một thỏi trong số 5 thỏi ở trong này. Và hơn nữa là cái set này mình cảm thấy là một món quà vô cùng lý tưởng nếu mọi người muốn mua quà tặng cho một ai đấy. Bởi vì khi mở hộp ra thì nó sẽ có ở trong một cái túi như thế này.
Mọi người nhìn em hoàn toàn không rẻ tiền một chút nào cả. Nhìn nó rất là đẹp. Và khi mà không dùng, kể cả khi mà không đựng son thì mọi người có thể đựng những thứ khác nữa và có thể mang đi chơi khi mà dùng cái túi này. Và khi mở ra thì ở trong này có... Khi mở ra thì ở trong này có 5 loại son như thế này. Nó rất là bé xinh thôi, nhưng mọi người thử tưởng tượng xem, bình thường có bao giờ mình dùng hết một thỏi son đâu đúng không? Và những cái loại son đắt tiền như thế này chỉ cần những loại mini như thế này thôi, mình đã cảm thấy rất là sung sướng rồi. Và bây giờ mình sẽ mở ra để cho mọi người xem cái màu của son này như thế nào nhá. Nếu mọi người muốn xem swatch của những loại son này thì hãy để comment dưới, mình sẽ swatch và up lên trên Instagram cho mọi người xem nhá. Trong này đầu tiên thì có màu 206, màu Dashing. Màu thứ hai là màu 228, màu Infamous. Màu này thì là một màu nude siêu đẹp luôn ý. Từ hôm mình mua cái này mình vẫn chưa dùng cái màu này lần nào, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy em ý là cảm thấy rung động ấy. Và màu thứ ba như mình đã nói mọi người, đấy là màu Boy Gorgeous mà mình đang dùng ở trên môi bây giờ. Và cái loại son này khi đánh ở trên môi ấy thì cảm thấy nó không hề khô môi một chút nào cả. Nó dưỡng ẩm rất là tốt. Và cái màu của nó thì như mọi người có thể nhìn thấy ở đấy, khỏi phải bàn luôn. Màu thứ tư là màu 210, gọi là Blow. Và màu này thì nó là một màu nâu. Và màu này thì là một màu nâu đậm như thế này. Và màu này khi mà dùng mùa thu hoặc mùa đông thì hết ý quả bí. Màu cuối cùng ở trong cái hộp này đấy là màu 236, Soul Sophia. Và màu này thì là một màu đỏ cam. Và mình nghĩ là ở Việt Nam thì rất nhiều bạn sẽ thích cái màu này. Và mỗi khi mình nhìn vào cái set này thì mình cảm thấy rất là kiểu trân trọng cái cách mà người ta làm cái packaging ấy. Kiểu giữ cái thỏi son cực kỳ tốt, không bị xước, không bị hỏng. Và để như thế này mọi người hoàn toàn có thể để ở đằng sau, hoặc là để ở trên cái tủ trang điểm của mình, có thể để trưng bày chẳng hạn. Cực kỳ đẹp luôn ấy. Và một thỏi son full size của Marc Jacobs thì bình thường cũng đã phải là ba mấy đô rồi đúng không? Nên là khi mà mua được 5 thỏi như thế này với giá hơn 40 đô thì không còn gì để nói. Set thứ tư thì là một cái set mà khi mình nhìn thấy ở trên Sephora.com thì mình đã phải mua ngay lập tức, bởi vì kiểu mình đã mong chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Và khi mà nhìn thấy cái set này thì mình đã không kìm lòng nữa. Và cái này gọi là Tarte Holidays Bling It On Amazonian Clay Blush Palette. Và nếu mọi người đã xem những cái review về phần má Amazonian Clay của Tarte thì chắc chắn mọi người đã biết là nó tốt như thế nào. Màu giữ rất là lâu này, màu rất là đẹp này. Mỗi tội là giá của em ý thì không hề đẹp một chút nào cả. Một cái phần má của Tarte thì vào khoảng từ 20 đến 22 đô nếu mình nhớ không nhầm. Và mình chỉ có một loại phần má duy nhất của Tarte mà mình đã làm vỡ từ vài tháng trước đây. Và từ hồi đến bây giờ mình vẫn không đủ dũng cảm để mua thêm một hộp nữa, bởi vì giá nó quá chát. Mọi người thử nhìn cái packaging của cái set này xem. Trời ơi, kiểu nó lóng lánh ấy, rất là đẹp ấy. Sờ vào nó rất là chắc chắn. Và mình cảm giác như nếu mình làm rơi thì nó cũng không thể vỡ được. Trộm vía một tỷ lần là nó sẽ không vỡ. Và trong này thì có 5 loại phần má của Tarte, bao gồm màu Fetching, Doll Face, Prim, Smashing và màu Beaming. Và mình cảm giác như là tất cả những cái màu này này, nếu mọi người mua ấy, thì mọi người chắc chắn là phải thích 4 trong 5 màu này. Và bởi vì những cái màu này thì cực kỳ dễ dùng trên tất cả những loại màu da. Và khi mình nhìn cái này ở trên mạng ấy thì mình nghĩ là nó sẽ hơi bị cam quá, bởi vì mặt mình khi mà đánh phấn má màu cam thì không hợp lắm. Nhưng mà khi mình nhận được và mình mở ra thì nó không hề cam một chút nào cả. Và có cả màu lì và có cả màu có nhũ. Và từ hồi mình lấy cái set này thì mình chỉ dùng cái set này thôi, bởi vì chắc chắn là trong 5 màu này thì mình sẽ chọn được màu gì đấy để đi với cả cái màu mắt của mình. Và một lần nữa xin hãy chiêm ngưỡng cái packaging của cái sản phẩm này. Set cuối cùng mình có ở đây và có lẽ cũng là set mà có giá bình dân nhất. Đấy là một set của Becca. Và khi nhắc đến Becca chắc chắn mọi người sẽ không còn xa lạ gì với cả highlight của Becca nữa. Và cái này là Becca Shimmering Skin Perfector Opal Glow On The Go. Và màu Opal là màu bán chạy số 1 của hãng này. Và trong cái holiday set này thì sẽ bao gồm hai loại. Loại thứ nhất là cái highlighter này mà mình đã dùng ở trong make up từ ngày sang đêm rồi. Cái thứ hai trong set này cũng là cái highlighter nhưng mà nó là dạng kem, là dạng tip như thế này, nhìn như kiểu concealer ấy nhưng mà nó là highlighter. Và điều mình thích ở cái set này đấy là khi mọi người đi du lịch ấy thì mọi người có thể chọn là mọi người muốn mang cái này hay mang cái kia. Hoặc là nếu mọi người muốn mua cái set này và share với cả người bạn thân của mình chẳng hạn
thì mỗi người có thể chọn một cái, bởi vì cái này đều hoàn toàn giống nhau, chỉ là cái chất của nó khác nhau thôi. Và cái set này thì có giá là 20 đô. Bình thường một cái Oppo mà to hơn ấy thì nó sẽ có giá từ khoảng 20 đô trở lên, trong khi ở đây mọi người có thể có hai cái và cũng có giá là 20 đô. Và mình nói thật là dùng highlight thì có thể là rất mất thời gian để có thể dùng hết cả một cái hộp to đúng ấy. Nên nếu mọi người mua được cái nhỏ hơn như thế này thì vừa dễ để vào trong túi mà lại còn vừa tiết kiệm được tiền nữa. Vậy là mình đã chia sẻ hết tất cả những thứ mà mình có trong cái túi này rồi. Và mình mong là cái video này đã hữu ích cho mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu là mua tặng quà cho bạn bè mình chẳng hạn, thì mọi người có thể order những cái này ở trên Sephora.com hoặc là có thể ra cửa hàng của Sephora. Nếu mọi người có dự định mua set nào ở trong những cái set mà mình vừa nói thì đừng quên comment cho mình biết ở dưới nhá. Từ bây giờ đến tháng 12 thì mình chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những set hay ho nữa ở trên Sephora hoặc là ở những hãng mỹ phẩm khác. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên like video này hoặc là cho mình biết ở dưới để mình có thể làm những video tiếp theo nếu mình có mua một số thứ khác nữa. Bởi vì thường mình không hay làm những cái haul như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này. Mình chúc mọi người một ngày vui vẻ và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye! Và mình rất thích uống cà phê. Tuy nhiên là mỗi lần sau khi uống thì khoảng 5 phút sau đấy tim mình sẽ đập rất là nhanh và sau đấy mình sẽ kiểu đơ 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 ấy, sẽ kiểu rất là kiểu phê.